Ông Zelensky nêu mục tiêu số 1 trong chiến sự. Tổng thống Zelensky cho biết ưu tiên hàng đầu của Ukraine hiện nay là tỉnh miền đông Donetsk, thừa nhận tình hình ở đây rất khó khăn với Kiev. Tình hình chiến sự ở tỉnh Donetsk đặc biệt khó khăn. Chúng tôi đang làm tất cả để kiềm chế hoạt động của đối phương. Đây là mục tiêu số 1 hiện nay, vì Donbass vẫn là mục tiêu số 1 của địch, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu đêm ngày 26 tháng 9. Phát biểu được ông Zelensky đưa ra trong bối cảnh chính quyền ly khai phân Moscow tại tỉnh Donetsk đang tổ chức trưng cầu dân ý về sắp nhập Nga, bên cạnh ba tỉnh khác gồm Lugansk ở miền đông và Kherson, Zaporizhia ở miền nam, hai khu vực ly khai Donetsk và Lugansk, gọi chung là vùng Donbass, đã tách khỏi kiểm soát của chính phủ Ukraine vào năm 2014 và tự tuyên bố là Cộng hòa Nhân dân Độc lập, dù không được công nhận. Tính đến đầu năm nay, có khoảng 1,4 triệu người sống tại vùng Lugansk và 2,2 triệu người sống tại vùng Donetsk. Vài ngày trước khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký xác lệnh công nhận độc lập của Donetsk và Lugansk, đồng thời ký hiệp ước hợp tác với lãnh đạo hai khu vực này. Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng, ngày 22 tháng 9 cảnh báo quân đội Ukraine có thể cố gắng tiến công vào phía bắc DPR trong thời gian gần. Lãnh đạo DPR khẳng định dân quân địa phương và lực lượng Nga đang làm mọi điều có thể và ông đang theo dõi sát sao các diễn biến tại mặt trận. Quân đội Ukraine những tuần qua mở chiến dịch phản công, tái kiểm soát nhiều địa phương ở tỉnh Kharkov và tiến đến ranh giới với tỉnh Donetsk. Giới chức Ukraine và những người ủng hộ tuyên bố đợt phản công mang tính bước ngoặt trong chiến sự với Nga. Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ giải phóng toàn bộ vùng Donbass, cũng như tỉnh Zaporizhia và Kherson cùng bán đảo Crimea. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 21 tháng 9 thông báo nước này quyết định tái triển khai các đơn vị từ tỉnh Kharkov tới vùng Donbass nhằm tăng cường năng lực tiến công. Ông cũng tuyên bố nỗ lực tiến công của quân đội Ukraine ở mặt trận Kherson, trên khu vực giữa Mykolaiv và Kryvyi Rih đều bị lực lượng Nga ngăn chặn. Tướng Shoigu nhận định Ukraine lên kế hoạch cho chiến dịch của mình nhằm tạo ra ảo tưởng cho những người ủng hộ ở phương Tây rằng quân đội Ukraine có